Yếu nha, người đợi một tí. Không còn để mà lấy hàng nữa. Bên kia cũng hết sạch. Có nghĩa là mọi người ơi, người ta sẽ sản xuất theo lô ấy. Hết cái lô đấy là sẽ không ấy nữa. Mấy cái đứa trẻ con này, ngồi vào đi. Này, đi ra ngoài cái trời. Mọi người cứ chia sẻ like đi. Cái này bây giờ ấy, giá nó sẽ chênh lên một xíu nha mọi người, tại vì là hết hàng rồi. Cho nên là mình lấy về giá nó cũng cao. Cho nên là giá bây giờ giá nó sẽ chênh hơn một xíu, cho nên mọi người thông cảm. Không có hàng để lấy luôn. Giờ làm gì còn đâu. Hôm nay đi móp thì được thêm mấy hộp. Một thùng là phải của Quế Anh rồi. Không thể hết sạch rồi, không còn nữa. Một thùng là sẽ phải của mình. Không biết mấy ngày nữa còn không, nhưng mà hết mất rồi. Chấm chỉ mai mai đâu mai. Đây, Quế Anh thùng này. Em muốn mua à? Ai mà muốn mua thì cứ nói chuyện với mình qua đây. Để nói chuyện với mình qua đây nhá. Thùng này là của Quế Anh. Chưa hết rồi, giờ muốn bán cũng không được đâu. Hết sạch rồi mọi người ơi, không còn nữa luôn ấy. Hôm nay lúc đấy bọn em đi là chuyến xe cuối cùng. Vừa mới lấy về nóng hổi luôn. Hồi chiều nay mọi người họ nhiều quá. Ui, ai vừa gì mà lại vừa chuyện đó. Mọi người ơi, ai mà muốn lấy một set mọi người nói chuyện luôn qua đây nha. Nói chuyện luôn qua đây, em bỏ luôn ra cho mọi người để về mọi người bóc. Chứ bây giờ là mọi người cứ để ý vào xem. Không có mấy luôn. Mà hôm nay em đi hỏi nha, mọi người biết một bóc này là bao nhiêu không? 449. 449 luôn. Thì có tem sản phẩm không ạ? Đây, chuẩn bị đây này mọi người. Chuẩn bị chơi tiếp thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Hôm nay có được 6 thùng thôi. Một thùng là có người đặt luôn rồi. Đặt kiểu 20 tháng 10 ấy mọi người. Để đấy. Một con là hôm nay tối đến tối ngày hôm nay là không còn cái giá của ngày hôm qua nữa rồi mọi người ạ. Hôm qua thì là kiểu buổi live đầu tiên ấy, bọn em cũng muốn chiên cho mọi người chơi cho vui á. Nhưng hôm nay bọn em lấy không còn cái giá mà nó hời như thế, nó không còn hời được như thế nữa. Bây giờ bọn em cũng có đi hỏi ở những chỗ chỗ khác ấy. Mà một book này mà thì giá bao nhiêu? Hơn 400. Bởi vì là không còn nữa. Không còn nữa mọi người ạ. Anh dép em đi từ chiều đến giờ rồi. Em nói chuyện lại với anh đi. Em nói chuyện lại đi chứ nhiều lắm. Anh nói thật không dép hết được. Nhiều quá. Hồi chiều cắt like cái lại anh không dép ai được luôn. Tại vì không có hàng để mà dép. Cho nên là bây giờ có lại anh mới bắt đầu dép. Cho nên là ai mà muốn nói chuyện mình thì nói chuyện lại đi. Không, đấy là em hỏi ở chỗ khác thì là 499. Nhưng mà hiện tại thì bọn em là 360. 360 cũng phải, bọn em cũng phải mất tiền ship từ mãi tận bên gần cửa khẩu về ấy mọi người. Gần từ đấy về luôn, về đến trên kép. Hôm nay hai đứa vừa mới đi về đến đây xong được một lúc. Không còn 330 nữa đâu mọi người ơi. Không giờ là 36 rồi. 36 rồi. Chứ anh chỉ có 360. Đấy mọi người thấy không, có 360 mà. Em đảm bảo với mọi người nha, đây là đầu từ bên Trung về, không phải là hàng nhái đó. Đấy đúng, chắc tầm 440 cả ship. Đúng rồi, tầm không cả ship. Nhưng mà mọi người cứ thử đi hỏi mà xem, hỏi những cái chỗ khác xem cái book này bây giờ họ đang bán là bao nhiêu. Bởi vì bây giờ là không còn nữa, không còn hàng nữa, bên kia họ cũng không sản xuất nữa. Mà bây giờ cái box này lại đang hot lại. Nhưng mà họ lại cứ hết một lô đấy thì là họ lại không sản xuất nữa rồi. Hết rồi, không còn. Hết rồi, không còn nữa mọi người ạ. Không còn 330 nữa rồi mọi người ơi. Mà hôm nay còn có người đặt hai box, hai cái hộp như thế này luôn. Để kiểu như là 20 tháng 10 ấy mọi người. Kiểu 20 tháng 10 ấy. Như mọi người thấy bên chỗ mình hời quá hay sao, mọi người mua quá trời. Đúng rồi, hình như là mọi người thấy ở bên này hời nên là mọi người mua rất là nhiều. Để 400, 499. 360 là em thấy vẫn rẻ đây này. Có shop kia bán 520 đây này. Chứ em thấy tầm 400 đến 2499 lận nè. Trời ơi đúng rồi đấy mọi người ơi. Em hỏi mà đến hôm nay em giá em sốc luôn mà. Hôm qua vừa một cái khác xong. Hôm qua nó rơi vào tầm là 380. Nhưng mà hôm nay là lên đến 499 luôn rồi. Không hiểu luôn. Không hiểu tại sao luôn. Hàng thì phải là mai thứ hai thì người ta mới lấy được em ơi. Em xin 6 hộp số 3 nha mọi người. Cái gì vậy em thật à? Hôm nay là còn một bóc này là của em này. Em phải giữ rồi.
Một bóc này là của em phải giữ rồi, là hiện tại là còn 1, 2, 3, 4, 5. Và cái bóc này là 6. Ai muốn lấy cả set thì mọi người nói chuyện vào đây với Nam, thì em cho ra ngoài luôn, là để mai đi đơn cho mọi người luôn. Còn là không có nữa nha, từ giờ đến em không biết là bao giờ mới có lại. Có ai lấy cả set rồi đây? Đây này, có người lấy cả set luôn rồi. Đây là ai? Rồi. Anh Tài. Anh Tài á? Anh Tài, anh Tài khác đúng không? Anh Tài khác. Anh Tài khác đúng không? Một đơn một set luôn. Thôi một set luôn đi nha. Mọi người à, anh Tài một set luôn. Hết rồi mọi người ơi, hôm lấy nay cho bạn nhiều anh một hộp. Hả? Em bốc cho bạn nhiều anh một hộp bất kỳ đi. Ok nha. Nếu mà ai mà không mở ấy là mình sẽ không cần đánh số đâu. Đúng rồi. Ai mà không mở là không cần đánh số đâu, cứ lấy bất kỳ thôi. Đấy, cho nó ấy, cho nó anh đẹp. Anh Tài ơi, của anh một bóc rồi nha, em để nguyên ra nha. Ok. Bây giờ sẽ là em lại đánh số thứ tự là 1 2 3 4 5 6 nhá mọi người nhá. 1 2 3 4 5 6 tiếp nha. Em không biết là bao giờ mới lại có hàng đâu mọi người ạ. 3 4 5 6. Nhưng mà em nghĩ là trước 20 tháng 10, nếu mà ai mà muốn làm quà tặng 20 tháng 10 cho người yêu hay cho vợ thì như nào thì mọi người cứ nói chuyện với Nam qua đây để bọn em thử xem là cái bên đầu bên kia họ có đủ không, đủ số lượng không. À, để ngồi gần gần coi. Không, mọi người nói chuyện qua đây này, mình mới gửi thông tin chi tiết cho mọi người. Ai nhỉ? Ai đầu tiên đấy nhỉ? Ai đầu tiên đấy nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bạn gì nhỉ? Mi à? Hay gì? Cái gì? Bạn gì nhỉ? Lúc anh bảo là bạn gì nhỉ? Diệu Anh. Diệu Anh à? Anh ngồi qua bên này đi. Anh ngồi qua bên này. Chơi cả kiện như thế thì người khác làm gì còn vé. Nói chung là đầu like cho mọi người ạ. Đầu like cho em bán à, em cho đi độ 2 kiện. Kiện này là của em rồi. Kiện này là của em phải giữ lại đến sinh nhật rồi. Chứ còn từ giờ đến đến chắc là phải tầm 10 hôm nữa thì may ra là mới có. Là đi nhặt đi mọi người. Kiểu nhặt nhặt gom gom lại ấy, là xem được bao nhiêu là lấy thôi. Chứ còn từ giờ đến chục hôm nữa là không có. Em nghĩ là tầm 1 tuần. Phải tầm 1 tuần. Em đang dục chị ơi có thể nhanh hết sức có thể cho em được không? Để em anh ơi, anh chuyển qua bên này đi. Để em ngồi qua đây. Ui giời. Ui. Nguyễn Hữu Đan lấy 3 con luôn rồi. Đan 3 con luôn. Đan ơi, em ơi. Em ơi. 3 con 3. Lại 3 con 3. Bạn đầu tên là gì nhỉ? Em tự quên mất tên rồi. Giờ đầu em nó cứ đi, cứ bạn đấy trước đi, không nhiều quá rồi. Thì anh phải ghi tên cho em bạn đầu tiên trước chứ. Thì bạn đầu tiên hồi nãy chưa ghi à? Em chưa. Diệu Anh. Diệu Anh đúng không? Diệu Anh số nào cũng được đúng không? Diệu Anh ơi, số nào cũng được trừ số 3 nhá. Chị không nhìn đâu. Số 5. Số 5 nha Diệu Anh nha. Diệu Anh. Mọi người ơi, mọi người mua từ 2 bóc là em sẽ tặng mọi người thêm quần áo nha. Mọi người mua từ 2 bóc là em sẽ tặng thêm mọi người quần áo. Đan ơi, em là người thích sưu tầm khủng long đúng không? Chị vừa dạ được ạ, được chị Hạnh ơi, được ạ. Đan Hữu Đan. Đan, ok. Mọi người ơi, Nam đang check đây, là mọi người chờ em một xíu nha. Số 5 đi rồi nha mọi người ơi, 2 số đi rồi. Số 3 hết rồi, hiện tại là hết rồi, còn 4 này. Còn 4 số. 1 2 4 6 nữa. À, anh Nam đang check. Em ơi, anh Nam đang check, em chờ chị một xíu nha. Em chờ chị một xíu nha. Đây mọi người ơi, Baby 3, hàng hiếm, hàng hiếm. Inbox nhắn tin chiều, nói chuyện chiều rồi mà. Anh ơi, anh nói chuyện lại đúng không ạ? Anh nói chuyện lại với Lan Nam giúp em được không? Tại vì là nhiều quá, từ chiều đến giờ mọi người đặt rất là nhiều, kiểu như là mọi người cũng muốn là đặt về để cho sinh nhật con này, hay các chị, các anh các chị lớn thì đặt sinh nhật con này, để mua về cho các con tự bóc ấy. Xong rồi ví dụ tặng người yêu 20 tháng 10 này, nhiều lắm mọi người ạ.